Hôm nay thì con có tôi là Đỗ Thị Lập, Đỗ Thị Điểm, pháp danh là Thiên Thị Lập. Thì tôi có chia sẻ và cảm nhận về thiền của anh Nguyễn Minh Thành là từ lúc mà tôi học clip của An Giang Lê Thanh và Thảo Vlog 90 thì tôi được biết về anh Thành rồi. Tôi cũng được kết bạn thì anh chấp nhận, thì tôi theo dõi cái clip của anh và tôi đã giác ngộ và tôi biết được là tôi cũng có nghiệp, và nghiệp của tôi là lúc tôi chưa giác ngộ về Phật pháp thì tôi có lúc mà lấy vợ lấy chồng á, thì tôi có nạo phá thai thì những đứa con của tôi đấy thì nó tôi không biết á, thì nó có quậy phá tôi thì gọi là bệnh tâm linh á. Thì tôi có những lúc là người nó mệt á, xong rồi tôi cũng là nói là mệt nhưng mà cũng không phải là mệt, mà tôi đi dắt cái xe ra khỏi nhà là tôi không có, tôi chưa lên xe đâu mà cả xe cả người là nó ngã. Thì sau đấy là tôi kết bạn với anh Thành thì tôi nhập định thiền của anh Thành. Thì trong tôi bắt đầu nhập định từ tháng 2 mà bây giờ là tháng 7 thì cũng được 5 tháng, nói chung là cũng gọi là gần nửa năm đấy, thì tôi mới cũng có kết quả là tôi hết được cái bệnh đau đầu này. Xong rồi khi tôi nhập định thiền thì thời gian đầu là tôi đi lên các phòng tam cấp á, là nói chung là những cái hoặc là gọi là nói tóm lại là cứ đi đi lên lên cầu thang á, là cái chân phải bước lên bước lên bước lên không. Thì mỗi một lần như vậy thì là hai cái đầu gối của tôi là tôi bị khớp là nó đau, nó đau là nó đau nhức. Nhưng mà từ ngày là tôi ngồi thiền của anh Thành á thì là cái đầu khớp gối của tôi là nó khi mà tôi ngồi thiền á là nó tỏa ra năng, khi giờ tôi hạ tôi khi tôi xả thiền á thì cái tay tôi nóng á thì tôi day vào cái khớp á, thì đến bây giờ là tôi đã hết được cái khớp gối. Thì tôi có phát biểu cảm tưởng để bạn nào mà chưa được gặp anh Thành hoặc đã gặp anh Thành thì thành tâm thành ý mà mình quan sát về cái bệnh xác của mình thêm để xem nó thiên giảm những gì. Thì mong rằng tôi chia sẻ lên đây thì các bạn có thể là cùng tôi để chiêm nghiệm cái thiền định của anh Nguyễn Minh Thành. Thì nếu như bạn nào mà chưa nhập định hoặc đã nhập định thì quan tâm để cùng nhận được những cái điển từ thiền của anh Nguyễn Minh Thành. Thiền của anh là thiền thiên biến vạn hóa đấy. Thì khi chúng ta ngồi thì tay mặt để dưới, tay trái để trên, thì chân phải để dưới, chân trái để trên, tay phải để dưới, tay mặt để trên, thì chỉ chúng ta hấp thụ năng lượng. Thì chúng ta phải có biết tác dụng của thiền nó như thế nào thì chúng ta mới ngồi, chứ nếu như chúng ta không biết tác dụng thì chúng ta cũng không ngồi. Với lại lúc trước khi gặp anh Thành á thì tôi cũng còn mê đắm cõi trần cũng, nhưng mà từ khi gặp anh Thành rồi thì cái chuyện mà mê đắm cõi trần của tôi nó không còn nữa. Rồi trước lúc gặp anh Thành á
thì tôi cũng còn cái tư tưởng tham sân si, thì bây giờ là tôi thay đổi hẳn, tôi không còn như vậy nữa, tôi thay đổi, tôi biết yêu thương muôn loài vạn vật, chẳng hạn như là tôi biết thương con chó nhà tôi, những cái con gì tôi nuôi đó, thì tôi cũng nghĩ là chẳng hạn như từ con chó trắng thì nó cũng sẽ chuyển thành kiếp người gần hơn, còn con chó đen thì nó cũng qua vài kiếp nữa nó chuyển thành kiếp người. Thì tôi nghĩ đến những cái linh hồn của những cái con vật đấy thì nó cũng có linh hồn như con người, thì tôi biết thương yêu muôn loài vạn vật, rồi con người tôi nó thay đổi hẳn. Là nếu như là tôi nói ra đây thì để các bạn cùng chiêm nghiệm, để cùng đồng hành cùng tôi, vợ thiền của anh Thành. Nếu như bạn nào mà buông lời á thì cũng hãy xem xét lại, nắm tâm cho thật chặt, thật kỹ, suy xét lại, buồn vui sướng khổ cũng do tâm, rồi những gì mà mình mà suy nghĩ tiêu cực là cũng do tâm khởi ra, thì chúng ta hãy đừng buông những cái lời đấy mà gánh nghiệp, rồi nghiệp nó đến rồi mình đỡ không kịp. Như bản thân tôi đây thì là đấy, trong quá trình mà tôi chưa am hiểu á thì tôi bị tôi những lần nạo phá thai đấy thì tôi không chu toàn, thì con tôi nó có phá tôi như vậy. Từ lúc chưa gặp anh Thành cho đến khi gặp anh Thành rồi thì tôi ngồi thiền của anh Thành, thì thời gian đầu á thì nó cứ lơ lửng như kiểu là ở trên mây á, thì sau đấy thì cái đầu nó cứ lâng lâng là vì là lúc trước khi gặp anh Thành á thì tôi đang còn mê đắm cõi trần, chẳng hạn như sau những cái cuộc chia tay đó thì tôi là người trần mắt thịt mà, thì nói chung là cũng có một chút sắc, thì cũng không tránh khỏi được chuyện trần gian, thì cũng còn gọi là tham ái đấy, thì tôi cũng có từng trải rồi gặp phải, rồi xong rồi những cuộc chia tay đấy xảy ra thì tôi phải đau buồn không? Đau cả về tim, đau cả về thể xác, rồi đau cả về nói chung là mọi thứ đều đau hết. Thì nó đau thì nó phải thành một cái bệnh, là bệnh đau đầu, mà nhiều lúc nó suy nghĩ nhiều nó tích tụ lại như một cái mụn ở trong đầu này, nó nhức như kiểu là như một cái mụn, nó như cái đầu đanh nó mọc trên đầu á, nó cứ nhức 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 cứ đầu á. Nhưng mà khi ngồi thiền của anh Thành thì đầu tôi nó thoáng ra, mà nó lâng 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 á, nó nhận được những cái hoàn trắng. Sau đấy rồi tôi lại một thời gian gần gần đầu á thì tôi đang ngồi, tôi thì cũng thay đổi chỗ ngồi, lúc thì ngồi trên đệm, lúc thì ngồi dưới đất, lúc có lúc tôi ngồi trên giường. Thì cái hôm đấy tôi ngồi trên giường thì tôi ngồi tại giường của mẹ của tôi ngủ thôi. Thế mẹ mẫu về thì mẹ mặc bộ đồ đen, mẹ trang nghiêm lắm. Thế xong đó là tôi lúc đấy thì tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vừa ngồi thiền vừa niệm, vì là tôi cũng sợ là bên kiểu là tà nó vào, nó giống như là nó giả danh giống như Phật để nó vào nó dẫn mình đi á. Thì tôi niệm Phật rồi sau đấy xong xả thiền thì tôi cảm nhận lại thì đấy là mẹ thật chứ không phải là tà dẫn, mà mẹ rất chi là trang nghiêm đẹp, mặc bộ đồ đen, nói chung là trang nghiêm lắm, đứng nhìn tôi vậy. Rồi sau đấy thì tôi ngồi thiền, trong quá trình ngồi thì được đến thời gian là đến bây giờ là gần nửa năm và cũng được 5 tháng rồi, thì tôi ngồi là không có sốt bữa nào, tôi cũng bây giờ ngồi thiền của anh Thành cũng như cơm bữa vậy. Có hôm là ngồi ngồi thiền ngày là tôi cũng ngồi, nói chung là tôi chỉ ngồi được 30 phút, nói chung là với quá 30 phút thôi chứ tôi chưa ngồi được bữa nào 1 tiếng. Nhưng mà tôi thường thường như ban ngày đó tôi đọc kinh xong là tôi ngồi, thì tôi ngồi tính ra tôi cũng ngồi với cả kinh cả cả đọc kinh á, cả ngồi thiền thì là cũng thành ra gần 2 tiếng, vì là cái thời gian ngồi thiền của tôi là trên môn ngồi thiền chính thức á, thì tôi chỉ ngồi thiền là được hơn hơn 30 phút. À, có sao tôi nói vậy là nó đúng đến cái giờ đấy là nó xả tôi, là cái chân tôi tréo, nó tréo lại, là nó tréo lại, là nó tréo mạnh lại, là cái bây giờ là tôi cái điềm điềm nó báo ở cái đầu gối chân của tôi này,
là nó giống như cái còng số 8 đó, là đến cái lúc đấy là nó tréo lại, là mình báo hiệu là mình là để đã đến giờ. À, là vì là tôi ngồi là cứ 30 phút là nó đến cái đấy là nó tréo lại rồi. Còn còn là cái đấy là cái thiền ngày. Thiền ngày thì tôi không có để được cài giờ, nhưng mà thiền đêm thì tôi cũng cũng ngồi vậy. Thì lần thời gian đầu thì tôi ngồi không không theo cái giờ nhận điển, là 10 giờ đến 10 rưỡi là nhận điển nhiều nhất, nhưng mà tôi lại ngồi tránh đi, là tôi ngồi thời gian đầu là tôi ngồi 10 giờ đến 10 rưỡi để nhận điển, mà điển vô đấy giờ đấy mạnh mà. Nhưng mà thời gian sau thì tôi ngồi thay đổi, khi tôi ngồi quên thiền rồi thì tôi lại thay đổi giờ giấc, thì nó cũng cứ đến cái quá 30 phút đấy, thì có hôm này 37 phút, hoặc có hôm 33 phút, hoặc có hôm 30 phút đấy, thì là nó tréo cái chân là tôi biết là đến cái giờ tôi xả rồi, là không cần phải cài đồng hồ nữa. Là tôi ngoài ngồi tôi cài đồng hồ là tôi chỉ cài 10 rưỡi đến 10 giờ, 10 giờ đến 10 rưỡi thôi, nhưng mà giờ thì tôi không có cài 10 rưỡi nữa, mà tôi chỉ cài những bữa mà tôi không có ngồi theo giờ quy định là tôi không cài á, thì nó báo hiệu cái chân, cái đầu gối của tôi là đầu gối trái là nó như như là cái khóa còng số 8 á, là đến cái giờ đấy là giờ mở hoặc giờ khóa là cái đầu gối, đây là đầu gối phải, đúng rồi, đầu gối trái của tôi là nó giống như là cái còng số 8 á, nó báo là đến đến cái giờ giờ xả thiền. À, vậy thì tôi có chia sẻ lên đây để các bạn cùng chiêm nghiệm và cùng đồng hành, cũng đừng có buông lời khẩu nghiệp mà phải gánh nghiệp các bạn ạ. Nên các bạn phải đồng hành thì mới cảm nhận được. Rồi thời gian gần đây tôi cũng ngồi được nửa năm, thì cái thời gian gần đây á thì tôi lúc đầu là nó lâng lâng như kiểu là thời gian đầu thì nó lâng lâng, nó hết đau đầu và nó lâng lâng như giống như là mình đi trên 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 máy bay cất cánh á. À, nhưng mà tôi lấy là cái thời gian đầu, còn thời gian sau đây là có hôm tôi ngồi tôi đọc kinh xong, tôi ngồi thiền của anh Thành, thì tôi nhập định thiền của anh Thành, thì tôi nhận nhận đến là cái người tôi nó hồng hào, nó tỏa ra một nhiệt độ thoải mái là người. Xong rồi tôi nhìn thấy nó cứ lâng 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 lâng, tôi như kiểu là tôi nhìn xa xăm trên bầu trời như kiểu là ngồi trên một tòa sen vậy, mà nó cứ lâng 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 như kiểu bay vào vũ trụ ấy. Có hôm tôi lại thấy núi này, thấy rừng này, thấy trời này, thấy mây này, nói chung nó bồng bềnh lắm. Đấy là cái thời gian tôi ngồi được 5 tháng rồi. Là như cái thời gian hiện tại đây, cái tôi thấy cái hiện tượng, những hiện tượng này là cách đây cũng vài vài tháng thôi. À, và cách đây vài ngày thôi. À, thì tôi cũng chia sẻ những cái niềm vui như vậy. Tức là tôi nói tóm lại là kết thúc được hết được cái bệnh đau đầu và cái bệnh bệnh khớp, và giải được cái nghiệp là con cái, những cái vô vong linh của tôi là những gọi là con của tôi đó, con vô minh á, thì nó quấy phá tôi. Nhiều lúc mà tôi mới dắt xe ra đây khỏi nhà là nó xô tôi ngã sấp ngang ngửa, cả xe cả người chồng chận lên nhau vậy á. Thế thì bây giờ tôi hiểu được, tôi gặp được anh Thành thì tôi hiểu được tâm linh, thì tôi hóa giải được, tôi ngồi thiền tôi hóa giải được hết nghiệp chướng và tôi hết đau đầu, hết khớp. Thì tôi cũng chia sẻ lên đây thì các bạn cũng hãy cùng chiêm nghiệm và đừng có mà tạo nghiệp, thì nói những lời khẩu nghiệp thì nghiệp quả nó đến, thì các bạn lúc đấy thì đỡ không kịp, mà lại như bản thân tôi này này, tôi cũng đã từng có, vì là tôi cũng có một chút sắc mà, thì cũng có người làm trai cho người ta hái, làm gái cho người ta thêu thêu, thì cũng có người vì lợi dụng cái tình cảm của tôi mà đến với tôi, không phải là chân thành mà lợi dụng cái tình cảm đấy. Rồi xong rồi tôi ở với chồng thì chồng đem lại tiền của cho tôi, nhưng mà những người mà tôi sau khi ly hôn thì những người mà đến với tôi lợi dụng tôi á, thì bây giờ gọi là cướp công của tôi á, tôi là lúc đấy thực ra là mê đắm cõi trần, mà mê đắm cõi trần là tôi dạy trai á, tôi dạy trai thì người ta lại lấy đi cái công sức của tôi đấy, thì họ 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 trốn khỏi cái nơi tôi với họ gặp nhau á, nhưng mà họ đi một địa phương, họ đi sang Đồng Nai đó, nhưng mà rồi họ cái nghiệp họ đến rồi họ cũng phải gặp tôi để họ trả. Rồi sau đấy thì họ cũng có bị báo ứng á,
là tôi không có, tôi còn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi còn đọc kinh cầu nguyện cho cả toàn cầu nhân loại thế giới tiêu tan bệnh tật mà, thì chứ tôi không có nguyền rủa gì, nhưng mà cái nghiệp quả là cái họa không chống đỡ nổi, là nó có bị, có lần bị tông xe gãy cả tay cả chân, đó là sự thật, nhưng mà cái nghiệp quả nó đến thì không chống đỡ nổi đâu các bạn ạ. Mà mình không trù nguyện, trù người ta, không nguyền người ta đâu, nhưng mà bản thân tôi là cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc tôi chưa gặp anh Thành thì tôi cũng có đi thầy bà, thì tôi thầy bà cũng bảo là tôi là có bà cô tổ đi thiêu độ, mà tôi dạy trai, nhưng mà tôi đưa tiền cho trai thì tôi cũng viết giấy tờ, nhưng mà người ta lừa tôi, nhưng mà người ta cũng phải quay lại, tôi kêu cầu bà cô tổ nhà tôi, thì bà cô tổ nhà tôi cũng có gọi họ về trả cho tôi. Đấy là tôi chia sẻ về tâm linh như vậy. Còn các bạn cố gắng cùng chiêm nghiệm để tu tâm sửa tánh, ngồi thiền đồng hành cùng anh Thành, vì là anh Thành là thiền của anh này là rất chi là vi diệu nhiệm màu như vậy. Ngoài những tâm linh ra thì những cái bệnh xác mà chúng ta như tôi vừa nói đấy, thì đấy là tôi đã khỏi và cảm thấy người nó lúc nào cũng lâng lâng, mà tôi còn không có, bây giờ tôi cũng không có tụ tập nữa. Thật ra là cũng có lúc tôi còn đua đòi theo bạn bè đi sàn sàn nhảy á, mà tôi chụp hình rồi đăng phay về tôi gửi cho con gái, con gái còn bảo tôi, bảo ôi rồi ôi mẹ túi gì mà bây giờ còn đi lên đấy vậy, mẹ biết đấy là đâu không vậy. Thế tôi vì nói chung là kể ra thì nó nhiều lắm mà nó cũng dài. Tôi cũng xin kết thúc video rồi. Những cái thứ đấy là bây giờ đối với tôi là thứ xa xỉ, tôi không bao giờ đi đến đấy nữa. Và bây giờ tôi tu tâm sửa tính ngồi thiền, tôi đi đâu về tôi cũng nhìn cha nhìn mẹ, cha của Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu chứ chư trì và chư vị Phật mười phương là tôi vui rồi. Tôi lúc nào tôi cũng cảm thấy an yên tự tại và hạnh phúc. Đến với tôi rất chi là ngọt ngào, lâng lâng như vậy, như trên vũ trụ, như trên mây vậy, mà tâm tôi là rất chi là vui, hạnh phúc, vui với cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu Diêu Trì, chư vị Phật mười phương, con của mẹ nhiều đời nhiều kiếp và các đấng thần của tôi vậy. Nói chung là lúc nào tôi cũng cứ đọc lẩm nhẩm ở trong mồm với những vị bề trên như thế là cha mẹ của tôi vậy, vì cha mẹ tôi là không ở bên cạnh tôi mà, nhưng mà tôi cứ nói chuyện rồi tôi cứ tâm sự với cha với mẹ với Phật với thần thánh tiên với con của tôi, những đứa con vô minh đấy, như là người còn sống vậy á, tức là tôi biết yêu thương muôn loài vạn vật này rồi. Tôi biết nhường nhịn hàng xóm láng giềng này, rồi xong rồi tôi đi ra ngoài thì nói chung là tôi biết nhường nhịn, nói chung là ngay như cái bạn cho tôi giác ngộ tu đề thì tôi cũng nhường nhịn này, bạn ấy cũng nói nhiều lời, nhiều lúc cũng nặng lời mà tôi lại vui, vui là vì bạn ấy cho tôi giác ngộ nên là tôi nhường nhịn bạn ấy, chứ không phải là mình nhường để mình nhìn, mình nhường bạn ấy nhưng mà để mình nhận cái phần thắng về mình, để mình được cái phần thắng là mình thắng, là mình được tu tâm sửa tánh ngồi thiền, người đấy còn đem lại cho mình cơm áo gạo tiền nữa đấy. Thế nên là các bạn đừng buông lời khẩu nghiệp mà hãy cùng tôi giác ngộ và nói chung là vui lắm các bạn ạ. Bây giờ từ khi tôi nhập định thiền của anh Thành là tôi vui lắm, tôi cứ một mình tôi hạnh phúc với như vậy đó, tôi không có quản đùm dúm hoặc chẳng hạn như là những cái ra ngoài với quải trời trần gian đó. Chẳng hạn như là đi những nơi đẹp để chụp hình đăng phây để lên ảnh, thay vì đấy là tôi ở nhà tôi tu tập ngồi thiền, ngoài những công việc rồi đi chợ đi búa ra. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cho tôi xin kết thúc video, chúc mọi người thân tâm thường an lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúc ngài thân tâm thường an lạc.